Thì anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi. Nhưng mà bây giờ em bận lắm, vậy nha. Ơ nè, khoan đã. Giờ này trễ rồi, em còn làm gì nữa? Alo, alo, Sương, alo, Sương à. Giờ này muộn vậy rồi, cô còn đi đâu vậy nè? Sông bạc. Sao vậy nè? Sương, Sương ơi. Sương ơi. Sương. Sương ơi, Sương. Sương ơi. Cẩn thận bác sĩ ơi. Sương. Sương ơi, Sương ơi, tỉnh lại Sương ơi. Sương ơi. Sương ơi. Bác sĩ cẩn thận bác sĩ ơi. Sương. Sương ơi, cẩn thận thôi bác sĩ ơi. Cẩn thận thôi bác sĩ. Người nhà vui lòng chờ bên ngoài. Nhưng mà bác sĩ ơi, người nhà vui lòng chờ bên ngoài. Yên tâm đi em. À, cô có sao không cô? Sao rồi cô? Và bệnh nhân là chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. À, bác sĩ đang khâu vết thương ở tay cho cô ấy. Cô nói bác sĩ á, khâu nhẹ nhẹ thôi nha. Chứ bệnh nhân bị vậy đau lắm á. Xin lỗi, anh đây là người nhà của bệnh nhân hay sao ạ? Dạ dạ, tôi là người nhà. Dạ, vậy xin mời anh theo tôi để làm thủ tục đóng viện phí rồi có gì quay lại đây để mà đón bệnh nhân về nha. Cái gì mà đón về? Trời đất ơi, người ta bị như vậy rồi, tự nhiên về nhà là lỡ xỉu giữa đường rồi, ai cấp cứu cho? Anh yên tâm đi, tại vì bác sĩ trong quá trình thăm khám thì bệnh nhân chỉ là chấn thương phần mềm thôi. Chấn thương phần nào cũng vậy, chấn thương là chấn thương. Bây giờ cô nói bệnh viện á, có phòng nào mà VIP nhất, đắt nhất tôi thuê, rồi kêu bác sĩ kê cái nào mà thuốc mà đắt nhất là tôi mua hết trơn á. Chứ bây giờ mà đem về nhà lỡ té xỉu ngang rồi sao? Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Có chuyện gì á, tôi đưa cô lên Sài Gòn à?